Thưa ông, trước khi đi sâu vào hội nghị Paris vào những năm 70, 71, 72, 73, thì tôi xin hỏi ông là thường khi người ta nói về cuộc chiến Việt Nam, khi họ nói về Việt Nam Cộng Hòa thì họ thường nghĩ đến Hoa Kỳ. Nhưng khi họ nghĩ đến Bắc Việt thì họ hay nghĩ đến khối Cộng sản, tức Liên Xô và Trung Cộng. Xin ông có thể đặt hoàn cảnh của cuộc chiến hiện tại và hòa đàm Paris trong khung cảnh của chiến trường quốc tế thời bấy giờ được không? Cái câu hỏi đó đặt cái vấn đề chiến tranh ở Việt Nam trở lại vào khung khổ của một cái tình hình chung trên thế giới lúc bây giờ. Mà cái tình hình chung trên thế giới lúc bây giờ gọi là thời kỳ chiến tranh lạnh. Một bên thì có những nước trong khối tự do đứng đầu là Hoa Kỳ, và một phía của những người cộng sản, của khối cộng sản thì do Liên Xô đứng đầu. Thành thử ra nếu nói đến trận chiến tranh Việt Nam mà chỉ nói không tới Hoa Kỳ và Việt Nam, hoặc là Việt Nam miền Bắc với Việt Nam miền Nam, thì cái điều đó không gồm đủ sự thực. Bởi vì người ta phải nhớ rằng miền Bắc Việt Nam là một nước cộng sản dưới sự ảnh hưởng của Liên Xô và của Trung Cộng. Tôi nói dưới sự ảnh hưởng và nói một cách rộng rãi, chứ thực sự ra trong cái thời gọi là chiến tranh lạnh ấy, thì Việt Nam miền Bắc tùy thuộc vào Liên Xô và Trung Cộng không kém gì cái sự kiện Việt Nam miền Nam tùy thuộc vào sự giúp đỡ của Hoa Kỳ. Mà như nhiều lần tôi đã trình bày thì người ta thấy rõ rằng thì là không những Liên Xô và Trung Cộng tiếp tế khí giới quân cụ cho Bắc Việt, mà vào cái khoảng thời gian giữa thập niên 60, 66 chẳng hạn, người ta không biết, nhưng mà chính thực là đã có sự có mặt của hàng trăm ngàn quân sĩ của Trung Cộng ở miền Bắc Việt rồi. Cái sự có mặt đó người miền Bắc giấu kín là bởi vì cái chế độ của họ là một cái chế độ bưng bít, thành ra ở bên ngoài không biết, nhưng mà chính thực ra những cái nguồn gốc, những tài liệu về chiến tranh Việt Nam đều chứng tỏ một cách rất rõ rệt là cái sự có mặt của quân đội của Trung Cộng ở trên lãnh thổ miền Bắc là một sự thật, là một sự kiện, chứ không phải là một điều mà người ta đồn đại gì cả. Thành thử ra nếu trả lời câu hỏi trên vừa mới nêu ra đó, thì chúng ta phải trở lại cái tình trạng gọi là tình trạng của trận chiến tranh Việt Nam trong cái bối cảnh của gọi là chiến tranh lạnh trên thế giới giữa hai bên, một bên là khối tự do và một bên là khối cộng sản. Thì đặt vào đó chúng ta mới thấy rõ rằng thì là rồi đây có cuộc hội nghị tại Ba Lê để đi tới Hiệp định Ba Lê. Là bởi vì tại hiệp định, tại những cuộc họp ở Ba Lê về sau này thì sẽ có cả sự có mặt của Trung Cộng và sẽ có mặt của Liên bang Xô Viết, dù rằng nhiều khi cái sự có mặt của những nước đó chỉ là ở hậu trường mà thôi, nhưng mà những nước đó cũng giữ một vai trò khá quan trọng trong cái việc tạo cái ảnh hưởng để tiến tới một cái hiệp định nào đó ở cuộc hội đàm Ba Lê. Thưa ông, thế giới và người dân Việt Nam có biết quân Trung Quốc đã có mặt ở Hà Nội vào trong những thời gian này hay không? Hoàn toàn không biết, chỉ biết là Trung Cộng có giúp
Bắc Việt, nhưng mà về cái sự hiện diện của quân đội Trung Cộng ở trên lãnh thổ của miền Bắc thì người miền Nam không biết. Rồi bởi vì thì là cái chế độ của miền Bắc là một chế độ bưng bít, mà những cái ký giả ngoại quốc cũng không đến được miền Bắc để mà tìm hiểu cái tình trạng, nhưng thì là không rõ được cái sự có mặt đó. Còn ông nghĩ Hoa Kỳ có biết được những việc này không? Tôi cũng không thể nói những người Hoa Kỳ có biết hay không biết những điều đó. Nhưng mà như một lần tôi đã trình bày đó, người Hoa Kỳ vẫn e ngại là cái sự giúp đỡ của Trung Cộng đối với miền Bắc. Họ e ngại rằng nếu mà người Hoa Kỳ đi quá xa thì có khi Trung Cộng sẽ can thiệp, như chúng người ta đã thấy ở trong trận chiến tranh Triều Tiên những năm đầu thập niên 50. Người Hoa Kỳ chắc cũng theo dõi cái tình hình ở miền Bắc. Còn cái sự hiện diện của quân đội Trung Cộng ở miền Bắc, người Hoa Kỳ có biết không thì tôi không được rõ. Vâng, cảm ơn ông. Vào ngày 23 tháng 8 năm 1969, Điện tín ông gửi về cho Tổng thống Thiệu, ông bàn về việc chuyển giao việc quân sự cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tức là Việt Nam hóa chiến tranh. Điều này đòi hỏi sự phát triển về quân sự và kinh tế ở Việt Nam. Quân lính Hoa Kỳ có thể từ từ sẽ được thay đổi bởi quân lính Việt Nam, tuy nhiên sẽ cần có viện trợ của Hoa Kỳ. Thưa ông, trong cuộc hội đàm như vậy thì chính phủ Bắc Việt biết được rằng người Hoa Kỳ càng ngày càng rút quân đi thì liệu Hoa Kỳ trên bàn đàm phán có còn khả năng để thuyết phục phái đoàn miền Bắc nhượng bộ không? Thì thực sự ra thì cái việc mà quân đội Mỹ dần dần rút khỏi Việt Nam thì điều đó nó là một điều đã được công bố công khai. Những người ở miền Bắc người ta biết tất cả những điều đó. Thành ra vì vậy cho nên một đôi lúc ở miền Nam Việt Nam và những tin tức của Hoa Kỳ cũng cho người ta biết rằng người Mỹ sẽ tiếp tục giúp đỡ Việt Nam để mà Việt Nam trở thành một nước có thể tự nhận lấy cái trách nhiệm bảo vệ miền Nam mà không cần đến cái sự có mặt của quân đội Hoa Kỳ nữa. Thì nếu mà nói bảo rằng thì là vì vậy mà phái đoàn của Bắc Việt lợi dụng cái tình trạng đó để mà đòi hỏi phía Hoa Kỳ những cái điều nhượng bộ thì có thể cũng có. Nhưng mà trong cái trường hợp mà người Việt Nam, miền Nam chứng tỏ là mình có đủ khả năng để đối phó với miền Bắc, như là sau trận chiến tranh mùa hè đỏ lửa chẳng hạn, thì vấn đề đó không còn được đặt ra nữa. Và người miền Bắc chỉ còn có chuyện làm sao mà mở những cuộc tổng tấn công khác trong một trường hợp khác. Thì may ra lúc bây giờ có thể nói sẽ có thể có cái cơ hội mà chiếm đóng miền Nam. Và đây chúng ta lại phải trở về đến cái vấn đề, cái hoàn cảnh chính trị. Là người ta nói rằng Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản ở miền Bắc khi có tin rằng thì là ông Nixon bị khó khăn, rồi sau đó ông Nixon từ nhiệm, và những cái tin tức dồn dập về quân đội Mỹ rút khỏi Việt Nam, thì những người miền Bắc đưa ra cái lập luận là, không phải cái lập luận, đưa ra cái nhận định theo họ là họ bảo rằng thì là người Mỹ sẽ không quay trở lại Việt Nam đâu. Và vì vậy cho nên họ mới sửa soạn những cuộc tổng tấn công năm 1974 và 1975, mặc dầu họ đã ký kết vào Hiệp định Ba Lê là sẽ kiếm những cái phương thức để mà ra một những cái giải pháp hòa bình cho cuộc chiến.
Vâng, cảm ơn ông. Vào ngày 21 tháng 2 năm 1970, cố vấn đặc biệt của Bắc Việt, ông Lê Đức Thọ gặp ông Kissinger. Từ đó bắt đầu cuộc gặp riêng. Có nhiều người thường gọi đây là việc đi đêm giữa cố vấn hai bên. Thưa ông, tại sao phải cần đàm phán bí mật? Đàm phán bí mật thì dễ hiểu là bởi vì không có bị cái áp lực của dư luận bên ngoài. Mà đàm phán bí mật thì người Mỹ có thể nói cái gì cũng được, mà không ngại rằng thì là bảo rằng thì là đối xử với miền Nam Việt Nam mà không thẳng thắn. Thành thử ra người Mỹ và đặc biệt trong trường hợp này là ông Kissinger có cái gọi là cái hoàn cảnh dễ dàng để mà nói nhiều chuyện với Lê Đức Thọ lắm, mà không cần phải ngại rằng thì là dư luận ở Việt Nam, miền Nam Việt Nam cho rằng đã phản bội miền Nam Việt Nam. Mà ông ta nghĩa là mật đàm với Lê Đức Thọ để kiếm tới một cái thỏa hiệp nào đó, rồi khi đó mới đưa lại cho miền Nam Việt Nam biết. Và cái đó chứng tỏ rằng thì là chứng cớ rằng thì là cái tháng 10 năm 1972 đó, thì ông Kissinger đi về Sài Gòn và đưa lại cho ông Thiệu cái bản dự thảo của Hiệp định Geneva. À vâng, Hiệp định Paris. Vậy có nghĩa bằng cách họp mặt bí mật, cuộc đàm phán của họ có hiệu quả hơn hay không, theo ông? Cái hiệu quả không thì không biết, nhưng mà cái cuộc hội đàm nó dễ dàng hơn bởi vì hai bên có thể nói đủ mọi điều nữa mà không ai biết, không dư luận bên ngoài, không có áp lực gì ở bên ngoài cả. Thì có điều gì nói xong bỏ đi cũng không sao, chỉ có làm sao để đi tới một cái thỏa hiệp mà thôi. Nếu mà những cái cuộc hội đàm công khai cả ấy, thì cái phản ứng của dư luận quốc tế cũng như phản ứng của dư luận nước Mỹ cũng như phản ứng của dư luận ở miền Nam Việt Nam sẽ nổi lên và làm cho cái cuộc nói chuyện thêm khó khăn. Trong khi đó nếu mà họ bí mật họ nói chuyện với nhau thì không có áp lực nào ở bên ngoài cả, họ muốn nêu điều gì cũng được. Vậy thì tới năm nào Việt Nam Cộng Hòa mới bắt đầu phát hiện ra chuyện này? Người Việt Nam theo tôi nghĩ miền Nam đó, thì mãi đến năm 1971 nghĩa là mới có được tin rằng thì là có những cái cuộc hội đàm mật đó giữa ông Kissinger và ông Nixon. Phải nhớ rằng thì là cái lúc mà những cái tin về những cuộc hội đàm mật đó giữa ông Kissinger và Lý Đức Thọ, những cái tin đã được tung ra sau khi những cái giới truyền thông họ cũng đã có những cái phỏng đoán về những trường hợp đó rồi. Và ông Nixon cũng muốn đưa ra những cái tin đó trước cái cuộc bầu cử năm 1972 để chứng tỏ với dư luận Hoa Kỳ rằng gì, ông ấy đang trên con đường đó rồi. Thì chưa biết ra làm sao nhưng ít nhất cũng đã là đang trên cái con đường tìm kiếm một cách rất là đứng đắn và rất là cụ thể một cái giải pháp cho cuộc chiến. Thì cái đó là có lẽ cũng là một cái tính toán của ông Nixon khi mà ông ấy cho ra cái tin là đã có những cuộc mật đàm giữa Kissinger và Lê Đức Thọ. Ngoài cuộc đi đêm với Bắc Việt thì ông Kissinger có những cuộc gặp bí mật nào với Trung Quốc và Liên Xô trong thời gian này không? Thì điều đó mãi về sau lịch sử cho chúng ta biết rằng thì là về sau thì mới có những chuyến đi của ông Kissinger để mà sửa chọn cho ông Nixon. Nhưng mà cái chuyến đi đầu tiên ấy là cái chuyến đi của ông ấy để mà gặp gỡ ông Chu Ân Lai. Rồi sau khi gặp gỡ ông Chu Ân Lai và sau khi mà đã có được một cái thỏa hiệp với Trung Cộng là ông Nixon sẽ viếng thăm Trung Quốc, thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy rằng thì là trên con đường gọi là cố gắng giải quyết Việt Nam thì ông Nixon và Kissinger có những cái gọi là
chiều hướng muốn giáp cận với Trung Quốc. Nhưng mà cái chuyện mà Hoa Kỳ muốn giáp cận với Trung Quốc ấy, cũng là ở trong một cái sự tính toán của ông Nixon và ông Kissinger trên cái gọi là trên cái chiến trường quốc tế. Lúc bây giờ người ta nhớ rằng thì là cũng có lúc đã có những cái sự xung đột giữa Liên bang Xô Viết và Trung Cộng, và cũng có lúc người đã thấy một số quân đội của Liên bang Xô Viết, nghĩa là được tập trung ở biên giới giữa gọi là Trung Cộng và Liên bang Xô Viết, thì có khi ông Nixon và ông Kissinger và những người gọi là chiến lược gia của Hoa Kỳ nghĩ rằng trong cái vấn đề đối phó với khối cộng sản trong khung cảnh của cái chiến tranh lạnh, nếu mà Hoa Kỳ bằng những cái sáng kiến nào đó có thể tách rời Trung Cộng ra khỏi Liên bang Xô Viết thì cái đó cũng là một cái điều tốt cho họ trong tương lai. Thành ra cái việc tiếp cận với lại ông Chu Ân Lai khi mà ông Kissinger đến Bắc Kinh để mà kiếm một cái sự thỏa thuận để ông Nixon đi sang Bắc Kinh lúc đó, thì có thể có cả hai mục đích. Mục đích là làm thế nào mà chia rẽ Trung Cộng ra khỏi Liên bang Xô Viết để cho cái khối cộng sản không còn mạnh được nữa. Và đồng thời một cái ảnh hưởng không phải là trực tiếp, nhưng mà một cái ảnh hưởng gián tiếp của cái cuộc gặp gỡ đó là giúp cho việc giải quyết chiến tranh Việt Nam. Thành thử ra mình hiểu cái vấn đề Việt Nam trong cái bối cảnh của một hoàn cảnh của tình hình quốc tế lúc bây giờ, thì mình thấy rõ là cái việc mà người Hoa Kỳ tiếp cận với lại Trung Quốc để đi cái con đường mà nghĩa là ông Nixon đi sang Bắc Kinh để gặp Mao Trạch Đông, rồi và để có một cái bản gọi là cái bản tuyên bố mà gọi là người ta gọi là bản tuyên bố Thượng Hải, chứ Shanghai Communique đó, thì người ta hiểu ngay rằng thì là đây là một cái mưu lược cao của về phía Hoa Kỳ để mà tách Trung Cộng ra khỏi Liên bang Xô Viết, nhưng mà đồng thời cũng là một cái mưu lược để mà tìm kiếm một cái con đường ra khỏi trận chiến tranh Việt Nam. Vâng, nhưng ông nói về Hoa Kỳ và Cộng sản Trung Quốc và Liên Xô, thì xin hỏi ông mối quan hệ giữa Liên Xô và Hoa Kỳ trong thời gian này ra sao? Liên Xô thì vào cái thời điểm đó lúc nào vẫn là cái nước đứng đầu cái khối cộng sản. Thành thử ra là những cái liên hệ giữa Hoa Kỳ và Liên Xô lúc đó, nếu mà trên bề mặt vẫn là những cái sự liên hệ giữa hai nước lớn, nhưng mà bên trong vẫn là cái trường hợp của một nước đứng đầu một cái khối tự do và một nước khác đứng đầu của cái khối cộng sản. Vâng, tại vì trong một văn bản vào ngày 12 tháng 3 năm 1970, ông gửi về cho Tổng thống Thiệu một bản nhận định về tình hình chính trị của Hoa Kỳ, cũng như chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam trong năm 1970. Trong đó có một phần ông nói về đàm phán Paris, trong đó ông nói Hoa Kỳ không còn lạc quan là Nga Xô có thể giúp đỡ Hoa Kỳ được trong vấn đề giúp Hoa Kỳ tìm một giải pháp hòa bình với Bắc Việt. Xin ông giải thích là Nga Xô có mối liên hệ gì trong cuộc hòa đàm này? Trong cái vấn đề đó thì cũng lại phải trở về cái gọi là những cái biến chuyển trên chính trường quốc tế. Người ta phải nhớ rằng thì là ông Thủ tướng Anh lúc bây giờ là ông Wilson. Thì ông Wilson cũng đã có những cái đề nghị để mà tiến tới cái việc chấm dứt hòa bình ở Việt Nam bằng cái cách thuyết phục Liên Xô để mà đi vào cái con đường tìm kiếm đó. Nhưng mà về sau người ta
được tin rằng thì cái đây lại là một cái tin mà về sau những cái tài liệu của miền Bắc Việt có thể hay không có thể mà cho chúng ta biết đó có phải là sự thực hay không. Thì theo những cái tin đó thì Bắc Việt mặc dầu được tiếp xúc với Liên bang Xô Viết nhưng mà Bắc Việt có vẻ dè dặt lắm, thành ra những cái mà gọi là sáng kiến của ông Thủ tướng Wilson lúc bây giờ không thành tựu. Và từ cái sự thất bại của cái sáng kiến của ông Nixon, của ông Wilson đó mà người ta đi đến kết luận rằng Liên bang Xô Viết không có ảnh hưởng gì nhiều lắm đối với Bắc Việt, không có ảnh hưởng tới mức vọ để mà buộc Bắc Việt đi vào cái con đường hòa bình thực sự. Và lại người ta lại còn nhớ lên rằng thì là giữa Liên bang Xô Viết và Trung Cộng có những cái sự tranh chấp về vấn đề lãnh đạo. Nước nào cũng bảo là mình là lãnh đạo của khối cộng sản và không muốn để cho những nước cộng sản khác cho rằng thì là mình không còn là lãnh đạo nữa, hoặc là mình bỏ rơi cái nước này, hoặc là mình ủng hộ nước khác. Thành trong cái nội bộ của những khối, của cái khối những nước cộng sản ấy, họ cũng có những cái gọi là những cái hiện tượng đó mà làm cho cái gọi là những cái sáng kiến của ông Thủ tướng Anh Wilson không thực hiện được, không thành hình. Và vì vậy cho nên người ta nghĩ tới cái trường hợp là có lẽ Liên bang Xô Viết không có thể nào mà bảo rằng thì là có ảnh hưởng nhiều đối với Bắc Việt nữa. Nhưng mà người ta vẫn phải nhớ rằng thì là mặc dầu Liên Xô không có ảnh hưởng nhiều đối với Bắc Việt nữa, nhưng mà Liên Xô vẫn phải tiếp tục ủng hộ Bắc Việt, tiếp tục tiếp tế cho Bắc Việt. Bởi vì sợ rằng thì là nếu mà mình không ủng hộ Bắc Việt mà mình không tiếp tế cho Bắc Việt thì Trung Cộng sẽ là cái nước mà có thể nói thay thế mình trên cái vai trò lãnh đạo cái khối cộng sản trên thế giới. Vâng, cảm ơn ông. Cũng trong văn bản này, ông có nhắc đến một điều mà trước kia ông đã bàn nhiều rồi, là vấn đề ông dự đoán Hoa Kỳ sẽ chỉ còn ở Việt Nam từ 3 cho đến 5 năm, và cũng trùng hợp với phát biểu của ông Kissinger có nói trên truyền hình Pháp là Hoa Kỳ sẽ giải quyết vấn đề Việt Nam trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Nixon, tức là cũng có kề tới giai đoạn mà ông Nixon sẽ ứng cử lần thứ nhì. Vậy, ông có nghĩ việc bầu cử của Hoa Kỳ nó rất là quan trọng đến việc quyết định những chính sách ngoại giao, kể cả đối nội, nhưng thường là đối ngoại, cho nên những nước như Việt Nam Cộng Hòa trong giai đoạn này cần phải để ý đến những vấn đề này không? Có để ý đến nhiều ý. Là bởi vì mặc dầu rằng thì là giới lãnh đạo ở miền Nam Việt Nam ấy, có nhiều lúc chủ quan nghĩ rằng thì là mãi mãi Hoa Kỳ sẽ ở Việt Nam. Nhưng mà những cái biến chuyển trong tình hình nội bộ của Hoa Kỳ, đặc biệt là những cái dịp mà có những cuộc tổng tuyển cử để bầu lại tổng thống ấy, thì những người ở miền Nam Việt Nam cũng đã bắt đầu hiểu rằng thì là mỗi lần có những cái trường hợp như vậy thì là những cái trường hợp đó cũng có ảnh hưởng tới cái chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Và đặc biệt là khi các giới lãnh đạo của Việt Nam Cộng Hòa nghe ông Kissinger là một người đại diện để qua Pháp tham gia hòa đàm trong cuộc hội đàm này, thì phản ảnh của họ ra sao về vấn đề này thưa ông? Cái phản ảnh của giới gọi là lãnh đạo Việt Nam thì đối với ông Kissinger thì thực sự là nó tóm tắt lại trong cái từ gọi là nghi ngờ, nhưng mà cũng không có những cái gọi là những cái tin tức chính xác để mà nói rằng thì là ông Kissinger đã chủ trương điều này điều khác, mà chỉ trong cái chuyện mà gọi là trong cái thái độ gọi là ngờ vực mà thôi. Vâng, cũng trong văn bản này thì ông cũng nêu vấn đề giúp đỡ Việt Nam Cộng Hòa trong tương lai. Thì vì danh dự và chữ tín, ông nói là ông không nghĩ là Hoa Kỳ sẽ để Việt Nam Cộng Hòa rơi vào tay
Cộng sản vì sẽ chứng tỏ là Hoa Kỳ thất bại. Vì vậy, Hoa Kỳ, theo lời của một cộng sự viên ở Tòa Bạch Ốc và một vị tướng lãnh cao cấp, đã nói với ông: "Các ông đừng tưởng là chúng tôi có những phương tiện vô tận. Chúng tôi bị ràng buộc bởi ngân sách cũng như bị ràng buộc bởi quốc hội. Chúng tôi đang cố thu xếp giải quyết theo quan niệm long haul và low cost. Xin ông có thể giải thích ý nghĩa của chữ long haul và low cost?" Ý nghĩa long haul low cost là bảo rằng thì là nếu mà trận chiến tranh phải kéo dài thì gọi là cái sự sốt ruột của Hoa Kỳ hay là cái sự thiếu nhẫn của Hoa Kỳ bắt buộc Hoa Kỳ phải giảm thiểu cái mức độ viện trợ cho Việt Nam. Nhưng mà Hoa Kỳ ngay khi mà chấp nhận cái chuyện đó cũng nghĩ rằng cái sự ra đi là ra đi lần lần. Mà vì vậy cho nên người ta mới dùng, mà có lẽ cái chữ đó ở phía Việt Nam bất chiếc bắt đầu nhiều hơn là long haul và low cost, nghĩa là người Mỹ sẽ giúp Việt Nam nhưng mà bằng cái giá ít hơn nhưng mà kéo dài cái thời gian đó ra, thì để cho Việt Nam có đủ cái thời gian để mà thực hiện được cái mà chúng ta gọi là Việt Nam hóa chiến tranh. Thì cái mà gọi là cái chủ trương long haul hay low cost ở đó là nằm trong cái khuôn khổ của cái chủ trương lớn là Việt Nam hóa chiến tranh. Nhưng mà những cái người Hoa Kỳ mà nói những câu đó cũng là những người còn có những cái nhận định lạc quan về cái sự tiến triển trong nội bộ Hoa Kỳ. Thực sự ra thì những cái sự tiến triển trong nội bộ Hoa Kỳ nó tiến nhanh hơn là những người đó đã dự đoán, bởi vì thì là cái sự sốt ruột, cái sự thiếu kiên nhẫn mỗi ngày một tăng lên và làm cho cái tốc độ của việc rút quân khỏi Việt Nam cũng như cái việc mà giảm thiểu viện trợ cho Việt Nam bằng kinh tế hay bằng quân sự cũng theo cái đà đó mà tiến nhanh hơn trước. Vâng, cũng dựa trên cái câu trả lời của ông đó thì theo kinh nghiệm của ông thì những cái nguồn tin từ các cá nhân này đó có đáng tin cậy không? Bằng cách nào để mà ông phân biệt được cái nguồn tin nào tin cậy? Đấy là một cái tính chất phức tạp của cái gọi là cái tiến trình dân chủ của thể chế Hoa Kỳ mà tôi vẫn thường đề cập tới đó. Thì những cái lời tuyên bố đó cũng như là những cái lời tuyên bố của một số người, nhưng mà tôi nhiều lần tôi đã nhắc lại là muốn hiểu một cái chính sách nào của Hoa Kỳ thì phải hiểu ở trong cái thời điểm đó cái ảnh hưởng của những khối nào mạnh hơn khối nào, phe nào mà mạnh hơn phe khác. Thành thử ra có khi một vài người trong Bộ Ngoại giao thì nói lên những cái điều đó mà không ngờ rằng những người ở trong Bộ Quốc phòng chẳng hạn thì lại có những cái gọi là những cái lời nhận định khác hơn. Thì cái khó cho những người Việt Nam là phải tìm ra được cái câu trả lời cho cái trường hợp là mỗi người, mỗi phía nói một chuyện, tuyên bố một điều gì, nhưng mà kết cuộc thì nó ở đâu, là cái điều đó là cái điều khó mà phải có theo sát cái tình hình chính trị từng lúc một mới có thể hiểu được là cái quyết định sau chót của Hoa Kỳ đối với vấn đề Việt Nam ra sao. Trong một điện tín vào ngày 7 tháng 5 năm 1970 về tình hình Hoa Kỳ nói về vấn đề chiến dịch Campuchia, tức Campuchia, các nhóm biểu tình và sinh viên chống chiến tranh lên án việc Hoa Kỳ xâm lược vào Campuchia làm ảnh hưởng đến bối cảnh chính trị của Hoa Kỳ. Tất nhiên là sẽ ảnh hưởng đến chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Xin ông có thể giải thích mục đích của Hoa Kỳ tấn công vào Campuchia và nó ảnh hưởng thế nào đến Hiệp định Paris? Người ta phải nhớ rằng trong chiến trường quốc tế
người ta vẫn gắn cho ông Nixon cái từ gọi là The Unpredictable Nixon. Thế thì cái năm đó, trong khi mà ông Nixon đã trên con đường mà dần dần rút quân về rồi, mà đang sửa soạn để tiến tới một cái cuộc hội đàm có thể đưa lại một cái giải pháp hòa bình cho trận chiến trên Việt Nam, mà ông Nixon cùng với cái giới quân sự của Hoa Kỳ đi đến kết luận là cái quân lực miền Bắc họ hạn còn nhiều tiềm lực lắm ở miền biên giới Campuchia. Thì nếu mà ông Johnson ngày trước không dám lấy quyết định để mà tấn công vào những cái miền biên giới của Campuchia, thì ông Nixon lần này ông ấy táo bạo, ông ấy bảo đã thế thì ông ấy tấn công lên, nhưng mà ông ấy muốn kèm theo cả quân đội Việt Nam lên đó mà tấn công một cách rất nhanh chóng, rồi để mà có thể nói cố gắng, nghĩa là gây thiệt hại lớn cho quân đội của miền Bắc tạm trú tại ở Campuchia. Vào năm 1970 thì tình hình kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa ra sao thưa ông? Cái tình hình kinh tế của Việt Nam thì nó cũng khó khăn, và chúng ta phải thấy rằng người Hoa Kỳ cũng cố gắng để mà giúp Việt Nam về cái trường hợp kinh tế. Nhưng mà như tôi đã trình bày nhiều lần, ở trên thế giới có nhiều biến chuyển lắm. Thành thử ra Hoa Kỳ không phải chỉ có một vấn đề Việt Nam, mà Hoa Kỳ còn những cái vấn đề ở những nơi khác. Thành ra là cái sự giúp đỡ của Hoa Kỳ về mặt kinh tế cho Việt Nam cũng bị giảm thiểu rất nhiều. Và trong cái phạm vi của tôi cũng cố gắng để mà nói chuyện với những cái cơ quan viện trợ kinh tế của Hoa Kỳ nhiều. Mà mỗi lần mà tôi đề cập đến những cái vấn đề tiếp tục theo những cái ngân khoản cũ, thì tôi cũng gặp họ rất nhiều, bởi vì họ nói rằng thì Quốc hội không chấp thuận. Vậy thì ngoài việc Việt Nam dựa trên sự viện trợ của Hoa Kỳ là lớn nhất, thì ngoài ra Việt Nam còn có sự viện trợ nào từ nước khác hay không? Không có. Nếu có thì cũng là chỉ có tính cách tượng trưng mà thôi, chứ không có những cái số viện trợ nào mà nghĩa là đáng kể, cụ thể hay đáng kể. Vào ngày 10 tháng 12 năm 1970, thì ông có một báo cáo cho Tổng thống Thiệu phúc trình về chuyến thăm Hoa Kỳ của Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ. Thưa ông Nguyễn Cao Kỳ trong chuyến đi này có gặp ông Nixon vào ngày 24 tháng 11 năm 1970 để trao đổi vấn đề và tình hình quân sự, kinh tế, ngoại giao và chính trị ở Việt Nam. Xin ông có thể chia sẻ nhận định của ông về cuộc họp này. Không thì chúng ta nhớ rằng ông Nguyễn Cao Kỳ lúc bây giờ làm Phó Tổng thống của Việt Nam, và lúc bây giờ có đám tang của ông cố Tổng thống Eisenhower, cho nên rằng thì là ông cùng Việt Nam cử ông Kỳ sang là đại diện cho Việt Nam để dự vào cái đám tang của ông Eisenhower. Thì nhân cái dịp đó tôi cũng có tổ chức cho ông Kỳ gặp gỡ những nhân vật lớn của Hoa Kỳ tại Tàu Bạch Ốc như ông Nixon và ông Kissinger, cũng như một đôi khi tôi cũng có tổ chức cho ông Kỳ gặp những thượng nghị sĩ mà có ảnh hưởng đối với vấn đề Việt Nam, trong vấn đề mà chấp thuận ngân sách hay là trong vấn đề mà chính sách đối với Việt Nam nói chung. Trong bản báo cáo này, ông có nói là Hoa Kỳ e ngại dư luận quốc tế nghĩ Việt Nam Cộng Hòa không có thiện chí hòa bình tại cuộc hội đàm Paris, cùng với dư luận xấu về Việt Nam Cộng Hòa trì hoãn cuộc bầu cử vào năm 1971. Ông có thể giải thích sơ về vấn đề dư luận quốc tế nghĩ về Việt Nam Cộng Hòa không? Không, thì cái chuyện đó là vẫn là cái chuyện mà đã có từ ngày có trận chiến tranh Việt Nam rồi. Thì cái dư luận quốc tế mà trong cái gọi là cái thập niên mà gọi là 60 đó,
thì lúc nào cũng là những cái dư luận không tốt của những cái nước mà một phần lớn là những nước của khối cộng sản và sau đó lan tràn sang một vài nước ở trong cái khối tự do, thì cái dư luận đó là cái dư luận không tốt. Thành ra người Hoa Kỳ mà khi mà muốn giúp đỡ miền Nam Việt Nam thì lúc nào cũng mong muốn rằng thì là miền Nam Việt Nam có một cái bộ mặt đẹp ở trên thế giới, thì lúc bây giờ người Hoa Kỳ dễ ăn nói với dư luận Hoa Kỳ, dễ ăn nói với Quốc hội Hoa Kỳ, thì cái đó rất là lẽ rất tự nhiên. Và người Mỹ lúc nào cũng nói là chúng tôi không can thiệp vào nội bộ Việt Nam, nhưng mà các ông làm thế nào mà để mà cải thiện cái tình hình nội bộ lên, thì cái đó cũng là điều giúp cho chúng tôi để mà giữ vững cái ấy gọi là cái sự liên lạc của chúng tôi với Quốc hội Hoa Kỳ, thì cái đó là một cái điều mà rất là đương nhiên rồi. Thì mỗi lần mà chính phủ Hoa Kỳ gặp gỡ những người có trách nhiệm trong chính phủ Việt Nam thì người Hoa Kỳ luôn luôn đưa những cái điều đó ra. Rồi cũng có lúc người ta coi những cái điều đó, nhiều người bảo rằng như thế là can thiệp vào cái nội bộ của Việt Nam. Nhưng mà chính thực ra một cách trực tiếp hay gián tiếp, khi đã viện trợ cho Việt Nam thì cái điều mà nói tới cái tình trạng nội bộ của Việt Nam không thể nào tránh khỏi được. Vâng, hình như chính quyền Hoa Kỳ rất lo ngại về vấn đề bầu cử ở Việt Nam vào năm 1971. Tại sao họ lại có sự lo ngại về cuộc bầu cử này, thưa ông? Lo ngại đó thì chúng tôi vừa mới nói rất là tự nhiên, là bởi vì người ta trong cái quan niệm của một cái thể chế dân chủ thì trong một cuộc bầu cử, đặc biệt là bầu cử lớn để bầu ra một vị tổng thống ấy, thì người ta cũng muốn có cái bầu không khí là cởi mở, tranh cử thực sự chứ không phải là tranh cử miễn ép, mà hoặc rằng thì là dưới cái gọi là dưới cái ảnh hưởng của đồng tiền hay dưới ảnh hưởng của cái quyền lực mà một người nào đó có thể nói rằng thì là làm cho cái cán cân lệch đi trong cái vấn đề tổng tuyển cử. Thì trong cái trường hợp ở Việt Nam thì lúc bây giờ thì có ông Thiệu muốn ứng cử để mà được tái đắc cử làm tổng thống, thì người ta cũng đặt vấn đề là có ai sẽ ra tranh cử với ông Thiệu lúc đó, thì người ta nói tới ông Dương Văn Minh, thì người ta nói là cũng có thể là ông phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ cũng lại ra tranh cử với ông tổng thiếu, cũng như là tỷ dụ như ông phó tổng thống bây giờ chẳng hạn có thể sẽ ra tranh cử về sau. Thành thử ra cái vấn đề đó được đặt ra là xem cái cuộc tổng tuyển cử năm 1971 Việt Nam dân chủ tới mức nào, hay là chỉ là những cái cuộc bầu cử mà nghĩa là giả tạo mà ở những các nước độc tài. Thành thử rằng người ta theo dõi xem rằng thì là ông Dương Văn Minh hay là ông Nguyễn Cao Kỳ có ra ứng cử hay không, hay là có những cái ứng cử viên nào khác hay không, và người ta không thấy rằng có một người nào cả, thì người ta bảo rằng thì là ông Thiệu ra một mình thì thế nào ông Thiệu chả ăn, mà ông Thiệu ra một mình là bởi vì ông ấy thu xếp để cho những người khác không ra được mà chỉ có một mình ông ấy ra được. Và người ta gọi là cái trường hợp ấy gọi là trường hợp độc cử. Ở Việt Nam người ta nói đùa, người ta bảo trường hợp là độc cử là chỉ có một mình ông ra thôi. Thế thì Nó vấn đề là thu xếp, thì ông có thể giải thích làm sao thu xếp thu không? xếp thì nhiều lắm, nó có thể ảnh hưởng, là bởi vì thôi cho người đến mà tiếp xúc với những người định ra ứng cử đấy không được đâu, làm thế không được đâu, là làm thế đằng nào cũng thua, thì nặng thà đừng ra nữa, để mà có thể trong một trường dịp khác nữa người ta có thể mời ông cộng sự với lại chính phủ mới chẳng hạn ấy. Thì tức là những cái cuộc vận động hành lang, mà nghĩa là trong trong cái vòng có thể nói rằng là bóng tối để mà làm áp lực những người khác đừng ra ứng cử, thì cái chuyện đó là thường, cũng như bây giờ ở bên Hoa Kỳ đó, cũng chỉ mỗi khi có cuộc tổng tuyển cử cũng có những cái vụ dàn xếp mà thôi ông này đừng ra đây để ông khác ra, thì cái chuyện đó là một cái chuyện rất dĩ nhiên. Nhưng mà trong cái trường hợp ở Việt Nam ấy, thì nó là trở thành một cái chuyện trường hợp rất rõ rệt là về sau chỉ có một mình ông Thiệu đứng ra để mà làm ứng cử trong cái cuộc tổng thống đó,
mà người Hoa Kỳ e ngại rằng thì dư luận trên thế giới không hiểu tại sao mà ông Dương Văn Minh và ông Kỳ lại rút lui, người ta không cần biết, người ta chỉ biết là có một mình một ông đi ra ứng cử, thì chắc rằng thì là nó không phải là một cuộc tổng tuyển cử thực sự tự do, mà cái hình ảnh của một cuộc tuyển cử không thực sự tự do sẽ ảnh hưởng rất lớn đến dư luận Hoa Kỳ và từ dư luận Hoa Kỳ đến chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Vâng, hình như đó là một sự quan ngại rất chính đáng của người Hoa Kỳ về tình hình nội bộ của Việt Nam. Riêng ông là một người sống trong những năm đó, đi về Việt Nam thì ông thấy tình hình nội bộ ở Việt Nam ra sao? Thì cái tình hình nội bộ ở Việt Nam như tôi đã trình bày nhiều lần, trước hết là trong khoảng 10 năm liền từ 65 cho tới 75, tôi phần nhiều tôi ở ngoại quốc, mỗi khi tôi về Việt Nam chỉ 5-7 ngày mà thôi, thành ra tôi cũng không hoàn toàn thấu triệt được cái tình hình nội bộ ở Việt Nam giữa người này với người khác, giữa nhóm này hay nhóm khác. Nhưng mà khi tôi về Việt Nam mà tôi nhận thấy rõ rằng chỉ có một mình ông Thiệu đứng ra là ứng cử viên trong cuộc bầu cử ấy, thì tôi cũng như là những người khác, tôi lo ngại rằng thì là cái sự kiện chỉ có một mình ông Thiệu ra ứng cử ấy, sẽ bị giới truyền thông quốc tế và giới truyền thông Mỹ chỉ trích và cho rằng sẽ là một cuộc tổng tuyển cử không có tính cách dân chủ. Riêng cá nhân tôi, nếu mà nói tới cái gọi là cái thái độ cá nhân của tôi đó, thì tôi cũng là một người có thể gọi là có những tư tưởng cấp tiến. Thành ra tôi thấy cái trường hợp mà một người ra ứng cử thì tôi cũng không thích lắm. Thì đấy là cái thái độ của tôi. Nhưng trong tình cảnh như vậy, không lẽ là ông Thiệu không biết điều này sao, thưa ông? Trước hết ấy, là cái năm đó gần đến ngày tổng tuyển cử ở Việt Nam, thì ông Bunker là đại sứ của Hoa Kỳ ở Việt Nam trở về Hoa Kỳ. Mà mỗi lần trở về Hoa Kỳ thì ông ấy đến tôi rồi ăn cơm trưa, nói chuyện đủ tất cả trên trời dưới đất, chính trị các thứ. Thì ông ấy cũng có nói với tôi như thế này, ông ấy bảo rằng thì là ông Thiệu việc gì mà phải gọi là tìm cách để mà chỉ ứng cử một mình, bởi vì ông Thiệu ra ứng cử thì chắc chắn cũng sẽ thắng. Thế mà đi lại cái trường hợp mà đứng một mình như vậy ấy, thì lại làm cho khó dễ cho người Hoa Kỳ ra, là người ta cũng sẽ lại bị chỉ trích. Thế thì tôi ăn cơm với ông Kissinger, ông Bunker xong rồi tôi lại mật điện về, tôi gửi về cho ông Thiệu. Tôi bảo hôm nay tôi ăn cơm với ông Bunker về cái vấn đề mà Tổng thống sẽ sắp ra đó, thì ông ấy có ngỏ ý với tôi những cái điều như thế này. Cái gì tôi cũng nói thật hết. Tôi không biết ý của ông làm sao, nhưng mà tôi nói cái ông nói gì tôi nói vậy, tôi để cho chúng biết cái chuyện nó như vậy. Riêng về cái vấn đề đó thì có khi ông Thiệu ông cũng hiểu nhầm, ông cho rằng tôi thiên về phía ông Bunker mà làm áp lực cho ông nghe thế nào thì tôi không biết, cái chuyện đó thì không biết. Nhưng mà cái việc mà tôi có gửi những bức điện về mà tôi kể lại những cái gọi là cái câu chuyện nói với ông Bunker ấy, thì cái đó tôi có làm, tôi có gửi về thật, anh thấy không? Thế thì cái chuyện đó có lẽ ông Thiệu cũng ghi lại đó thôi, nhưng mà cuộc tổng tuyển cử vẫn tiếp diễn và ông vẫn đặt.